là gồm có tiến trình điều chỉnh gồm có mấy bước như sau. Thứ nhất là chuẩn bị, thứ hai là trị liệu, và xong thì chúng ta sẽ làm được các điều hòa. Điều hòa là gì? Điều hòa là chúng ta làm mấy cái kỹ thuật nhỏ để giúp cho người ta cân bằng lại cái cơ thể, cân bằng lại những cái tác động mà vừa rồi chúng ta đưa vào. Bởi vì chúng ta đưa vào có thể nhiều, có thể ít, có thể liên chia liệt diện, để chúng ta làm cho nó cân bằng lại thôi, cho người ta thư thái. Thì điều hòa đơn giản lắm mọi người. Trên cái chân mày chúng ta thì chúng ta sẽ đặt tay vào nhẹ nhàng dùng cái ngón cái, chúng ta đẩy nhẹ ở đầu chân mày như thế này, nhẹ nhàng thôi, đẩy nhẹ. Rồi giữa chân mày nhẹ nhàng, không cần dùng sức, và cuối chân mày. Sau đó chúng ta lấy cái tay, rồi chúng ta gạt tới gạt lui, tay tới tay lui ở trên cái chân mày ấy, sát cái chân mày ấy, đây tới dây đuôi, và thậm chí chúng ta có thể vuốt ở trên trán này cũng được nữa. Đó, có người hình dung không? Cái tư thế của chúng ta rất là linh hoạt. Rồi, vuốt nhẹ nhàng, sau đó chúng ta sẽ vuốt dọc hai cái cánh mũi như thế này. Vuốt dọc hai cánh mũi. Đó, là cái chỗ đường mạch máu hai cánh mũi đó. Rồi, vuốt vài cái. Vuốt nhẹ xuống, đi theo cái đường mạch máu. Rồi, gạt nhẹ cái chỗ nhân trung, gạt nhẹ dưới cái chỗ dưới môi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đứng đằng sau lưng cho nó tiện nha. Chúng ta bóp cái thần kinh vai gáy, tức là mình sẽ dùng tay, nhớ là cái tay của mình bóp phía sau, đừng có bóp phía trước, người ta lè cái lưỡi ra hết cả thư thái. Rồi mình nhẹ nhàng này, nhẹ nhàng mình bóp từ phía trên này này, sát từ phía trên này này đó, sát cái hộp sọ đó, mình bóp cái cơ đó. Rồi bóp nhẹ nhàng xuống, bóp vài lần. Đấy, nghe đã gì đâu. Đúng không? Nghe đã gì đâu. Bây giờ chị thấy sao? Phát biểu. Nghe nó thư thái. Lúc nào chúng ta mệt mỏi mà căng thẳng ấy. Chúng ta mệt mỏi căng thẳng hoặc là người đồng nghiệp của mình, nghe người nhà mình mà nghe nó khó chịu, bức rứt. Chúng ta ngồi xuống và chúng ta hỗ trợ liên tâm ngay. Trơn ngay bài điều hòa, hạ lên. Hoặc là những cái em bé mà cực kỳ nó tăng động, mình làm cái bài điều hòa tự nhiên nó tăng giảm, nó thấy thư thái hơn, nó bớt la hét. Đó, thì đây là bài điều hòa. Bây giờ 2:11 thực hành điều hòa đi, rồi chúng ta sẽ sang bài tiêm xoang. Tiêm xoang và chữa cái mất mùi nhạt mũi. Rồi mọi người làm điều hòa đi ạ. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.